Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh lực lượng vũ trang đến dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, ngày 10 tháng 9 năm 1974, 10 tháng 9 2024 và trao thưởng đơn vị Huân chương Hồ Chí Minh. 50 năm trước, ngày 10 tháng 9 năm 1974, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới về chất của quân đội trong việc chỉ đạo tập trung thống nhất công tác kỹ thuật quân sự. Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, lập nhiều chiến công và thành tích vẻ vang. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng thưởng Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với bề dày truyền thống 50 năm, cán bộ chiến sĩ Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nhấn mạnh Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật quân đội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tổng cục Kỹ thuật chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả các đề án, dự án về mua sắm, cải tiến hiện đại hóa, bảo đảm kỹ thuật cho quân đội và lực lượng vũ trang. Tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở kỹ thuật trên các vùng chiến lược, hướng chiến trường, các khu vực phòng thủ, kịp thời bảo đảm kỹ thuật cho quân đội, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo biên giới, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, thường xuyên nhận thức rõ nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.